Ok, xin chào tất cả các bạn quay trở lại với channel của Lương Sang App ngày hôm nay. Thì mình sẽ nói về cái con app VNMySound. Thì là một cái con app thuộc cái dạng shopping các bạn, mua hàng. Nhưng mà có thể là đầu tư được, nói chung là thuộc dạng app đa cấp thôi các bạn. Nhưng mà mình thấy có rất là nhiều bạn YouTuber có cái kênh lớn mà review nói rất là tốt về con app này. Thì ok, trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem con app này nó hoạt động như thế nào và có đáng để chúng ta đầu tư vào hay không nha các bạn. Ok, thì đầu tiên khi các bạn bấm vào cái đường link của mình, mình sẽ để một cái đường link ở phía dưới phần bình luận á, để cho các bạn vào tham khảo. Thì khi các bạn vừa bấm vào cái đường link á, thì vào cái trang này thì nó sẽ có một cái thông báo là nhiệm vụ khách hàng mới. Tức là tất cả những người mới chưa có tài khoản như chúng ta nè, thì bấm vào nó sẽ có một cái thông báo như thế này, là bạn nhận được một cái phiếu khuyến mãi trị giá là 16 USD. Thì 16 USD nó rơi vào khoảng là 300 mấy đến 400 ngàn Việt Nam đồng các bạn. Rồi phương cách nhận khuyến mãi 60 USD là chỉ cần theo dõi và thích chia sẻ. Chúng ta sẽ tạm thời bỏ qua cái bước này, chúng ta bấm đóng lại và chúng ta vào trong để chúng ta tìm hiểu cái con app này nó như thế nào nha. Thì mình thấy là ở trong đây nó có những cái mục, những cái sản phẩm này các bạn. Thì cái con app này nó về cái sản phẩm là kim cương. Nhưng mà theo các bạn nghĩ thì kim cương nó có cái giá này không các bạn? Nó có cái giá 122.000 một viên không các bạn? Làm gì có các bạn. Thì nói chung á, đây cũng chỉ là một cái hình thức hoạt động khác của những cái con app đa cấp mà thôi. Thì nó chỉ là tượng trưng thôi các bạn, chứ không có chuyện mà những cái viên kim cương nó lại có cái giá này được. 1.3.898.000. Rồi cái mắc nhất ở đây là 38.975.000. Có chăng là những cái viên đá bằng nhựa nha các bạn, chứ không có kim cương đâu. Đá nhựa hay đá thật gì đó mình không biết, nhưng mà chắc chắn là sẽ không có kim cương nha các bạn. Rồi mục trên này các bạn có thể là chọn ngôn ngữ đó, thì chúng ta có thể chọn ngôn ngữ tiếng Việt cho chúng ta dễ sử dụng. Và ở đây có một ba gạch, thì trước khi đi vào để mà tìm hiểu thì các bạn nhớ bấm vào cái dấu ba gạch ở phía dưới phần trình duyệt các bạn, bấm vào dấu cộng và thêm vào màn hình chờ nha các bạn. Đó rồi, để chúng ta tiện truy cập sau này nha, tại vì cái con này chúng ta chỉ có thể chơi trên web mà thôi. Mà đã là chơi trên web rồi á, thì tất nhiên là nó sẽ không có đầu tư nhiều bằng những cái ứng dụng mà nó có app nha các bạn. À, và mình thấy ở đây không có chỗ để cho mình tải app về nha các bạn. À, vì các bạn biết là khi mà đầu tư để mà làm ra một con app á, thì nó sẽ tốn chi phí gấp mấy lần chúng ta làm ra một cái trang web như thế này. Đó, cho nên về sự đầu tư á, thì mình cảm thấy là nó không có nha các bạn. Theo mình biết thì cái con này nó đã tồn tại hơn một tháng rồi, một tháng hai tháng gì đấy, và có rất nhiều bạn cũng đã rút tiền rồi. Có những bạn YouTuber rút tiền rất là nhiều, mình đã thấy họ review họ rút tiền vài triệu đến vài chục triệu cũng có các bạn. Nhưng mà mình nghĩ là đa số là đến từ tiền hoa hồng, nhưng họ tiễn được những người cấp dưới thôi, chứ thực sự là để kiếm những cái người đầu tư số tiền lớn vào đây thì không có các bạn. Thì bây giờ mình sẽ bấm vào cái hình người này, mình xem các số dư của tôi, chẳng hạn số dư của tôi thì là không không hết nha các bạn. Thì đối với con này thì bạn có thể tìm hiểu bằng cách các bạn chơi miễn phí trước ha. Thì đối với con này bạn có thể kiếm tiền miễn phí bằng cách đó, bạn bấm vào cái phần tiền thưởng giới thiệu nè. Ở trong đây nó sẽ có một cái đường liên kết, bạn bấm copy lại, bấm vào đây là nó tự động nó copy. Rồi sau đó bạn sẽ dán vào những cái phần tin nhắn Messenger, Telegram hoặc là Zalo gì đấy các bạn gửi cho bạn bè. Khi họ tham gia qua cái đường link này á, thì các bạn sẽ nhận được một khoản hoa hồng. Hoa hồng tầm 10% hay gì đấy, tầm 10% số tiền nạp. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu đến cái phần rút tiền nha bạn. Phần rút tiền là chúng ta nên quan tâm hàng đầu nè. Bấm vào phần rút tiền á, thì ở đây nó sẽ có hai cái hình thức. Thứ nhất là mình rút về ngân hàng là băng nè. Thứ hai là mình có thể rút bằng những cái đồng tiền điện tử như là BTC, ETH gì đó, đúng không? Rồi mình bấm vào băng thử nha các bạn. Và cái số tiền tối thiểu á, là mình có thể rút ở đây là 10 đô các bạn. Và phí xử lý là 5%.
Thí dụ mình rút 10 đô thì mình sẽ tốn là 0,5 đô để xử lý nha các bạn. Số tiền rút đây, theo bước tiếp theo thì cái số tiền rút tối thiểu đây là 10 đô. Thì bây giờ mình sẽ đi làm nhiệm vụ theo dõi và thích cái trang cá nhân của cái con VN Masao này, để xem là sau khi mình nhận được 16 đô miễn phí đó thì mình có thể rút ra không nha các bạn. Nên sẽ bấm lót lại cái trang thì chúng ta sẽ thấy được cái thông báo này. Thì bây giờ mình sẽ bấm vào cái mục là Facebook. Rồi mình vào thích nè. Ok, bấm vào cái nút like, theo dõi, thích và chia sẻ. Phương cách nhận khuyến mãi, mình bấm vào cái phương cách nhận khuyến mãi để mình xem. Rồi cái bước đầu tiên mình ấn vào cái đường link bên dưới để theo dõi và thích cái tài khoản YouTube và Facebook của Masao. Sao sẽ chụp ảnh màn hình lưu vào máy tính của bạn. Đó. Rồi cái bước thứ hai là mình quét mã QR bên dưới hoặc ấn vào link để tham gia vào nhóm Masao. Sao sẽ chụp ảnh màn hình lưu vào máy tính của bạn. Rồi bước thứ ba là tải ảnh chụp màn hình của nhiệm vụ đã hoàn thành, chờ bộ phận nhiệm vụ khách hàng phê duyệt. Thông qua sao sẽ tự động phát một giá trị phiếu khuyến mại 16 USD. Rồi bây giờ cái bước đầu tiên các bạn cần làm là bấm vào cái Facebook này cũng như YouTube này, các bạn like và các bạn theo dõi. Rồi đầu tiên mình sẽ bấm vào Facebook nha. Rồi hồi nãy mình đã bấm vào nút like rồi. Rồi mình bấm vào nút like là coi như là mình đã theo dõi rồi đó các bạn. Rồi thì mình chụp màn hình lại nha. Rồi chụp màn hình điện thoại. Sau đó mình quay trở lại. Rồi mình quay trở lại cái lúc nãy mình tiếp tục bấm vào cái phần YouTube. Rồi bạn cũng bấm vào cái nút đăng ký luôn. Bạn đã thấy cái nút đăng ký YouTube trên đây. Ở đây mình yêu cầu đăng nhập thì mình mới đăng ký được các bạn. Các bạn cần đăng nhập vào cái tài khoản YouTube của bạn nha. Ok, bây giờ bạn bấm vào nút đăng ký. Ok, như vậy là xong rồi các bạn. Rồi bây giờ bạn chụp màn hình lại. Ok, vậy là mình đã đăng ký xong thêm phần YouTube. Rồi bây giờ đến cái bước thứ hai là chúng ta sẽ đăng nhập vào cái, chúng ta sẽ tham gia vào nhóm Zalo. Rồi chúng ta bấm vào đường link đó các bạn, bấm vào tham gia chat nha. Rồi sau đó chúng ta cũng chụp cái màn hình đã gửi yêu cầu tham gia này luôn. Rồi vậy là chúng ta đã có 3 ảnh chụp màn hình nha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ bấm vào dấu cộng này và chọn vào file của bạn, chọn vào mục hình ảnh nha. Rồi chúng ta chọn 3 cái tấm hình mình vừa chụp màn hình, bấm hoàn tất. Ok, và chúng ta bấm vào gửi nha các bạn. Rồi gửi thành công thì bây giờ chúng ta sẽ đợi bộ phận kỹ thuật đối diện nó cộng 16 USDT vào tài khoản cho chúng ta. Ok, thì bây giờ mình sẽ bấm vào thử một cái mục là cái viên thấp nhất này là 122.000, bấm vào thử nha các bạn. Thì cái đơn giá là mỗi viên là 77.000. Mỗi lần mua nó bắt buộc chúng ta phải mua một lần là 3 viên, thì 77 nhân 3 thì nó sẽ bằng 229.000, nhưng mà nó sẽ giảm giá cho mình là còn 122.000. Thì ở đây nó để là một mang đi và hai hợp tác tiêu thụ, có nghĩa là một viên thì nó sẽ chuyển đến cái địa chỉ của mình luôn, còn hai viên kia là mình sẽ hợp tác với con app này, nó tiêu thụ, nó chia lại cho mình cái phần trăm lợi nhuận. Nhưng mà theo mình á, đây chỉ là một cái hình thức thôi các bạn, hình thức khác của những cái con app đa cấp thôi, chứ không có gì gọi là khả quan như một cái mô hình kinh doanh này hết các bạn. Không có ai mà lên đây để mà mua hàng đâu, cho nên nó không có áp dụng vào thực tế được. Không ai lên đây mà mua hàng, mà cũng không có cái chuyện mà hợp tác một viên mang về mà hai viên mang là lợi nhuận, không có chuyện đó đâu các bạn. Thì bên đây có một vận chuyển nè, chuyển phát nhanh. DH là cái đơn hàng từ thứ hai đến thứ sáu lúc 10 giờ sáng sẽ được xử lý và vận chuyển. Thì không biết là nó có vận chuyển đến nhà trực tiếp cho mình hay không. Đó, cái này mình chưa biết, thì các bạn muốn đầu tư các bạn bấm vào mua thôi.
Thì khi các bạn mua một cái sản phẩm bất kỳ nào trong đây á thì phải 10 ngày sau thì các bạn mới nhận được lợi nhuận nha. Ở đây nó có để nếu như bạn giao dịch thành công, lợi nhuận bán hàng hợp tác thì sẽ được trả lại tài khoản của bạn sau 10 ngày và bạn có thể rút tiền mặt. Giam vốn bằng 10 ngày nha. Bạn đầu tư vào đây thì 10 ngày sau bạn mới nhận được cái lãi cái vốn. Sau khi đập tiền đồ rồi thì chúng ta mới có thể là bấm vào đây và tiến hành đầu tư được các bạn. Bấm vào mua. Đó, cái này thì tùy mọi người thôi. Như theo mình thì mình không đánh giá cao cái con này lắm. Và nhiều ông YouTuber ăn được hoa hồng nhiều quá thì ông nói tốt về cái con này nó nhiều. Chứ thực sự là mình cảm thấy cái con này nó không có gì để mà mình tin tưởng để mình gửi gắm một cái số tiền lớn vào hết anh em. Ta đầu tư chơi chơi thì được, nhưng mà đầu tư số tiền nhiều thì mình khuyên là không nên. Đấy, nhưng mà mình cảm thấy nếu các bạn nếu như mà bạn cảm thấy cái số tiền mà 122.000 nó quá lớn với bạn là tốt, mình khuyên các bạn tốt nhất là hãy bỏ qua cái con app này. Hoặc là các bạn chỉ nên chơi miễn phí thôi, mình kiếm 16 đô miễn phí của nó và chúng ta thêm giới thiệu thêm bạn bè thì để xem là có thể rút được tiền hay không. Nếu mà các bạn cảm thấy 122.000 nó lớn với bạn quá thì bạn không nên chơi con app này. Ok, và đó là cái quan điểm cá nhân của mình thôi. Còn cái quan điểm của các bạn như thế nào thì các bạn hãy để phía dưới phần bình luận của cái video này nha. Và một lần nữa xin nhắc lại, trong tất cả các video của mình không có video nào là một lời khuyên đầu tư. Đây chỉ là những video trải nghiệm cũng như là review về những cái con app kiếm tiền. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.